Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tải PES 2020 mobile trên điện thoại. Các bạn biết là PES Mobile 2020 tức là eFootball PES 2020 thì họ không phát hành cho Việt Nam, nên là việc tìm kiếm trực tiếp trên cửa hàng CH Play chúng ta sẽ không tìm thấy được. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào để tải được. Trước tiên các bạn vào CH Play, các bạn tải cho mình cái phần mềm UFO VPN và các bạn sẽ bật nó lên. Bạn mà bật cái phần mềm UFO VPN lên để mục đích là để fake IP cái điện thoại của mình sang nước khác. Đây, và các bạn sẽ dùng bật, và khi bật này nó sẽ hiện những quảng cáo là các bạn tắt đi, và bật nó thành công thì nó sẽ hiện cái chìa khóa ở trên đỉnh màn hình, mới hiện cái hình UFO này. Và các bạn sẽ vào phần mềm, vào Google Chrome, các bạn đánh những cái chữ eFootball nhé, eFootball 2020. Và như này không được, các bạn phải thêm một chữ CH Play vào đây. Và nó sẽ ra cái phần mềm là đây, cái mục ứng dụng này, các bạn có chữ eFootball PES 2020, các bạn bấm vào và nó sẽ chuyển hướng đến cái ứng dụng này, ứng dụng của cái ứng dụng CH Play, và các bạn bấm cài đặt. Và cái quá trình cài đặt nó sẽ tương đối lâu, tại vì cái game PES 2020 này khá là nặng, dung lượng tận 1GB 4 đến 1GB rưỡi, và các bạn có thể chờ phải dùng wifi mạnh. Và khi cài đặt xong các bạn có thể mở chơi, nhưng mà trước khi mở chơi các bạn cũng phải dùng cái phần mềm UFO VPN hoặc các phần mềm VPN khác để các bạn tải về, và các bạn bật VPN thì chúng ta mới có thể vào chơi được. Và các bạn lưu ý là nếu mà các bạn làm như vừa rồi ấy, mà các bạn vẫn thấy rằng là không thể tìm được, hoặc nó hiện cái chữ mình bấm vào nó hiện cái chữ là không tương thích ở quốc gia của bạn ấy, thì các bạn sẽ vào mục cài đặt nhé. Các bạn mục vào cài đặt này, các bạn vào ứng dụng, các bạn vào mục cửa hàng CH Play và các bạn ấn bộ nhớ, và bạn xóa bộ nhớ cho mình nhé. Các bạn ấn xóa bộ nhớ như này này, đấy, xóa bộ nhớ, và các bạn sẽ làm lại như của mình, tức là vào Google Chrome này, bạn bấm vào và tìm. Nếu không tìm được bạn bật thêm một chữ CH Play vào đấy. Trước tiên các bạn phải bật, mình tóm lại là các bạn phải bật VPN này, vào Google Chrome bạn đánh cái chữ eFootball PES 2020 và các bạn thêm một chữ CH Play ở cuối, nó sẽ ra cái ứng dụng và bạn bấm và nó sẽ vào trực tiếp vào CH Play và các bạn tiến hành cài đặt. Vậy cách tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn là những bạn nào mà tìm trên CH Play không thấy, mà mặc dù đã làm như cái đoạn đầu video mình đã hướng dẫn, thì các bạn sẽ làm cách tiếp theo như mình sau đây. Thứ nhất là các bạn bấm vào Google Chrome, các bạn bấm chữ APKPure và các bạn bấm vào, thì các bạn sẽ bấm vào công cụ tải về APK trực tuyến, các bạn bấm vào cái trang này và có cái chữ sử dụng ứng dụng APKPure ở giữa này, các bạn bấm tải về. Bạn tải về cái này có 12 MB. Đây là một cái ứng dụng để một cái kho ứng dụng APK thứ 3, thì các bạn có thể tìm được PES Mobile 2020 ở trong đó, và có rất nhiều cái game khác mà họ không cho Việt Nam tải, hoặc những cái game mà họ mốt vàng, mốt tiền, vân vân, những game offline, những game mà họ mốt rất nhiều thứ rồi. Và mình sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm APKPure này về, các bạn cài đặt. Đây là một cái kho ứng dụng APK ngoài CH Play, và các bạn lưu ý là cái kho này thì nó cũng có thể nó có cái độ rủi ro nhất định, chứ không bằng CH Play. CH Play thì các ứng dụng thì khả năng sạch nó sẽ cao hơn, còn APKPure thì khả năng ứng dụng độc hại nó sẽ cao hơn. Nhưng các bạn yên tâm là những cái game này thì ít khi bị nhiễm ứng dụng độc hại, trừ khi các bạn tải những cái game nào hoặc là những ứng dụng nào mà rác thì nó sẽ bị nhiễm. Xong các bạn cài xong bạn mở, và đây là một cái ứng dụng kho APK ngoài CH Play, các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được PES Mobile 2020. Cái này cho quản lý thì các bạn bấm từ chối nhé, bởi vì cái phần mềm này nó cả quản lý cuộc gọi làm cái gì cả. Đây, các bạn bấm PES 2020 cho mình. không được, các bạn phải bấm eFootball. Đây nó có cái eFootball PES 2020 đây. Đây thì các bạn có tìm là eFootball PES 2020 và tiến hành các bạn bấm cài đặt app. Đấy. Và khi cài đặt xong thì các bạn có thể chơi, nhưng các bạn lưu ý là tải trên cái APKPure này sẽ cực kỳ chậm, không nhanh như trên CH Play, và cái này các bạn phải cố gắng đợi. Và cái ngoài cái tải ở trên CH Play thì nó có những ưu điểm là khi cập nhật nó rất nhanh, tải rất nhanh, cập nhật rất nhanh, còn cái trên APKPure này thì cập nhật nó sẽ chậm hơn so với CH Play. Nhưng nếu các bạn nào mà không tìm được trên CH Play thì các bạn có thể tải bằng cái ứng dụng APKPure này. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn là cách tải game PES Mobile 2020, tức là eFootball PES 2020 trên nền tảng Android. Các bạn có thắc mắc thì bên dưới các bạn có thể comment ở bên dưới video hoặc là inbox trực tiếp Facebook với mình. Ok, xin cảm ơn các bạn.